address, phương thức show profile. Sau đó khởi tạo hai đối tượng. First person. À, cái proto này đã học đâu? Vâng. Đó là phần cuối cùng của bài 23 mà. Chưa học xong. Cái proto này chưa học. Chả học. Chả học. Cái gì đấy đến đâu làm nhảm gì vậy? Lại cái hàng à? Nó có trong lớp này đâu. Không có thì cũng vào được chứ thầy. Đuổi thẳng của hai đứa ra bây giờ. Vào lại còn chê, không đi học. Ok, thế vậy thì chúng ta sẽ học một phần proto để hiểu cái proto này là cái gì nhá. Phần này đúng hiểu? Vâng. Trời, tưởng gì? Em tưởng cái đấy là prototype. Không. Không cái phải. Proto đấy là thuộc kiểu dạng là kế thừa, nó khác nhá. Vâng. Nó khác so với cái prototype kia. Slide thì không đọc. Đâu rồi? Còn phần cuối cùng của chúng ta nữa. Đâu nhỉ? Đây à, cái phần proto này. Cái phần này thì dễ rồi đúng không? Để nhau ôn lại một chút cho những cái phần chúng ta đã đi qua trong cái bài 3 này nhá. Thì đầu tiên là cái khái niệm về hướng đối tượng trong JavaScript này. Được chưa? Thì có một cái tổng kết ở đây là tất cả mọi thứ trong JavaScript đều là đối tượng hết. Bởi vì nó, thằng JavaScript về cơ bản nó là functional programming. Chứ nó không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đâu nhá. Nó là ngôn ngữ lập trình hướng chức năng. Do đó để xây dựng được cái ngôn ngữ đấy thì người ta xây dựng trên cái nền tảng là hướng đối tượng. Đấy. Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa là các cái cách để mình tạo ra một cái object ở trong thằng JavaScript thì mình có hai cách. Cách thứ nhất là object literal. Được chưa? Thì cách này thì chúng ta dùng object nó kiểu dạng như cặp giống hoặc nhọn. Cặp giống hoặc nhọn mà chúng ta phang cả thuộc tính và cả thuộc tính lẫn phương thức thì đều là theo dạng key value. Ví dụ như cái này, đây là key này, hai chấm này value này. Đây, key này, hai chấm này value. Nhưng mà phương thức với lại thuộc tính ấy nó khác nhau ở chỗ là chúng ta thuộc tính chúng ta gán cho cái key của nó là một cái giá trị. Còn với phương thức thì chúng ta gán cho cái key của nó là một cái function. Đấy. Thì lưu ý cái việc đấy. Đây là object literal. Về cái điểm hạn chế của thằng object literal ấy thì nó không hỗ trợ để thực thể hóa được đối tượng. Nó không có thể nào mà new object được. Đấy. Và cái thứ hai nữa là nó không kế thừa, nó không có tính kế thừa. Inheritance là không có. Cách sử dụng thứ hai của chúng ta là object constructor function. Được chưa? Cái này thì chúng ta cứ tạo ra một cái function thôi. Đây, tạo ra một cái function này. Định nghĩa là các thuộc tính, định nghĩa là các cái phương thức của nó. Nhưng mà cái cách định nghĩa của nó khác. Ngoài ra thì cái thằng object constructor này thì nó sẽ là có thể new instance được bằng cách làm như này, var duck bằng new animal chẳng hạn. Thì đấy nó là một cách để tạo ra instance mới. Tiếp theo, xử lý cho cái việc là kế thừa của một cái quên nhầm, cái này cũng chẳng phải kế thừa, tức là bổ sung thêm các cái thuộc tính hay các cái phương thức ở trong một cái object thì chúng ta sẽ làm như nào. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Cái thứ nhất là ví dụ như chúng ta muốn bổ sung thêm một cái phương thức nữa ở trong một cái class, ở một cái function mà do chúng ta đã định nghĩa ra trước đấy rồi, bây giờ mình muốn bổ sung vào thì mình sẽ sử dụng là tên của cái class này, xong rồi chấm đến prototype, chấm đến tên thuộc tính hoặc tên phương thức mới. Được chưa? Thì đây chúng ta sẽ viết như thế này. Đây. Ví dụ như ở trong cái ví dụ student này thì chúng ta sẽ sử dụng student.prototype.sayHello. Thì những cái instance từ cái lớp student ấy vẫn được phép sử dụng cái hàm sayHello này một cách bình thường. Được chưa? Thì đấy nó là cái prototype. Còn cái cuối cùng là cái thuộc tính proto. Thì chúng ta có một cái ví dụ như sau. Đây, people bằng name bằng Đặng Quang Đức này. Age bằng 2, show info function cháu tên là this name, năm nay cháu this age, được chưa? Ở dưới nó cũng vậy. Này cũng vậy đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái loại này là object literal đúng không ạ?
thì hai cái loại này nó không thể nào kế thừa được, nó không kế thừa được, đúng không ạ? Do đó chúng ta phải, nếu mà chúng ta vẫn có thể tìm cách để nó, tức là cái people và cái student này thì về bản chất là nó không không thể nào mà new instance, tức là new new object được. Do đó chúng ta cũng phải tìm cách nào đấy để cho nó, ví dụ để làm sao để tiết kiệm được cái công sức chúng ta hơn khi mà code, đúng không ạ? Thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính proto, hai gạch proto hai gạch nữa nhé, để hỗ trợ vấn đề rút gọn code. Có thể coi đây là một dạng kế thừa ở trong việc JavaScript với các object literal. Chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có giải pháp này nó áp dụng như nào. Đây chúng ta có như sau. Chúng ta có một cái var people proto bằng name age và có hàm show info. Được chưa? Sau đấy chúng ta có một cái biến, ví dụ biến là Quang Đức hai chấm ở object bằng một object, chúng ta có cái hai cái gạch dưới proto hai chấm people proto, tức là nó kế thừa lại các cái thuộc tính, các cái thuộc tính và các cái phương thức được định nghĩa trong cái object people proto này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó show info ra. Được chưa? Ví dụ chúng ta có people proto name Đặng Quang Đức age bằng 2, show info bằng function return như này, và chúng ta có một cái biến tên là Quang Đức bằng proto của people proto, và chúng ta console log cái Quang Đức chấm show info này ra, thì các bạn sẽ thấy output của nó là cháu tên là Đặng Quang Đức, năm nay cháu 2 tuổi. Được chưa? Với cái va Trang Anh chẳng hạn thì nó sẽ khác. Chúng ta có là Trang Anh cũng là proto với people proto. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi thì cái object Trang cái object Trang Anh này nó giống hệt như là cái people proto kia. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn thể gán lại giá trị cho cái biến Trang Anh kia, tức là thuộc tính name của nó là Trần Trang Anh này, thuộc tính age của nó bằng 4 này, thì khi mà chúng ta log ra Trang Anh chấm show info thì cháu tên là Trần Trang Anh, năm nay cháu 4 tuổi. Được chưa? Thì đấy nó là cái thuộc tính proto. Được chưa? Và các bạn lưu ý là cái proto này nó áp dụng cho cái object literal, chứ nó không object, nó không áp dụng cho cái, nó không áp áp dụng cho cái object constructor function. Được chưa? Thì đây nó là cái proto ứng dụng. Các bạn cứ xem cái ứng dụng cái ví dụ này là các bạn rõ ràng nhất về cái việc mà chúng ta sử dụng proto như thế nào. Được chưa? Có bạn nào thắc mắc gì về cái phần này không? Phần proto ấy. Đâu rồi? Tìm hết rồi. À. Không thầy. Tôi không hỏi ông đâu, tôi hỏi cái Hà mà. Dạ đây em đây thầy Có hiểu cái gì về cái proto này không? không thầy Đây nhá. Ví dạ dụ này. Cái biến var people proto này. Được chưa? ạ Nó là cái gì? Thuộc kiểu dữ liệu gì? mạng Mảng á? Thôi. Nhà đi rồi. Cặp giống hoặc nhọn là thể hiện cho cái gì? cho Object. object Thế với mảng thì là cặp gì? tập vua À, cặp cặp vuông. Thế giống hoặc tròn là thể hiện cho cái gì? cho Đúng, hoặc tròn mà không biết cho cái gì á? số Số. Ôi thôi, ăn cướp rồi. Cô đang học Z nâng cao của ai nhỉ? Sơn nhỉ ạ Đặng Thái Sơn à? vâng Được rồi, để tôi sẽ chat với ông Sơn. Tôi gửi anh Sơn. Sơn DT. Đề nghị con học lại môn nữa với một vài sinh viên. Đây là Trần Thu Hà, Nguyễn Thị Hà đúng không? Nguyễn Thị tôi thề đừng để cho em Hà. đi im nữa Mã sinh viên của cô là bao nhiêu? GAP. Với những đứa như này phải cho học lại.
không biết một chữ nào. 7724 này ạ. Bao nhiêu em ơi? 7724. PH PH 07724 rồi, một đứa. Ok. Không biết chữ nào luôn không này. Người khác này. Nguyễn Thị Hằng. Ôi, con Thảo nó lép lép nút tinh luôn mà. Đâu rồi? Hằng đâu rồi? Nguyễn Thị Hằng rồi. Biến mất luôn à? Chết thật. Đúng. Thế thầy ghi mã sinh viên của nó luôn đi thầy. Thầy nó vừa nói mã sinh viên của em xong. Tắt. Dũng đâu rồi? Dũng. Nó học hành mà ngả ngón đây. Chán quá. Không, em đang học mã nhưng mà đây. Nhắc lại. Cái people proto này thuộc kiểu dữ liệu gì? Ham à? Ham á? Không. Tôi suy nghĩ mà. Nhanh, thuộc kiểu gì? Kiểu dữ liệu function. Đấy, nãy giờ không có nghe đâu. Không hề nghe một tí nào luôn. Rồi bây giờ công các bà mang vở ra. Bật cam lên, mang vở ra cho tôi. Nhanh lên. Thật chưa? Bật hết cam lên, mang vở ra đây. Ghi chép. Tôi đọc cho từng chữ mà chép. Bật hết cam lên, kể cả thằng Long nữa. Mang vở ra. Bật cam lên nha, Hằng Hà nha, Hiếu nha. Sướng không thích, thích khổ. Tầm này phải mang vở ra đây. Vở đâu? Mày quay cái quạt cần làm gì Hiếu? Nhưng mà em hiểu tôi mà thầy. Không. Hiểu biết cũng phải mang vở ra đây chép. Mỗi tội em hai đứa này cứ không ấy à? Không mang vở ra đúng không? Đây em đuổi khỏi lớp này luôn. Tất cả những bạn khác mang vở ra đây cho tôi. Ok thầy. Đâu? Tập ca mà Hằng. Đây vở. Đấy là giấy không phải vỏ đâu ạ. Đây vở vở. Bật mic lên rồi. Đây vở ấy thầy ơi. Rồi ok. Hà đâu? Dạ. Vở đâu? Em đây, em đây. Bật cam lên, đưa quyển vở đây. Đi lấy ghi chép cho tôi. Mấy đứa kia nữa, thằng Đinh Tông Tuấn Anh đâu rồi? Gì đây, Nguyễn Đăng Trung đâu rồi? À, không thấy đứa nào trả lời luôn mà. Hà, vở đâu? Dạ đây ạ. Vở đâu, mà mang đây. Đây đây, em mang đây rồi ạ. Đâu? Đây đây đây. Rồi, Đinh Công Tuấn Anh đâu? Vở đâu? Sợ thật, bọn này ok rồi. Tôi giải thích lại này. Từ đầu bài này luôn, nhớ ghi chép vào. Trong JavaScript thì chúng ta có thể tạo ra đối tượng bằng hai cách. Được chưa? Cách thứ nhất là sử dụng cái object literal này. Ghi vào. Cách 1, tạo ra object trong JavaScript là sử dụng object literal. Xong chưa? Được chưa? Được ạ. Ok. Cái cách này ấy, thì ví dụ của nó như ví dụ như này. Và tên biến bằng một cặp giống hoặc nhọn. Trong cặp giống hoặc nhọn đó thì nó có các cái phần tử của nó là thể hiện theo kiểu dạng là key hay chấm value. Được chưa? Chép vào. Dạ. Đâu rồi? GS nâng cao. Đâu rồi?
Đây. Đây. Ví dụ Z nữa, cách tạo đối tượng bằng object literal thì sử dụng theo cái kiểu dạng như là var tên biến bằng cặp giống hoặc nhọn. Sau đó các phần tử ở trong này thì nó sẽ thể hiện bằng key hai chấm value và các phần tử cách nhau bằng dấu phẩy. Dạ, nếu cái tổ hợp key value này nó được quy định cho thuộc tính thì cái value ấy ở đây này nó là giá trị, có thể là số, có thể là chuỗi, có thể là mảng, có thể là object luôn. Dạ, tuy nhiên nó không phải là function. Đấy. Tiếp theo với cái thuộc tính key value, nếu mà với key value nó là một cái phương thức, trong trường hợp nó một phương thức vẫn theo key value thì cái value này nó sẽ chứa là một cái mảng, một cái function, xin lỗi, nó phải là một cái function. Đây điều bắt buộc. Function này thì nó có return hoặc không return tùy. Ngoài ra trong cái function thì nó được phép sử dụng từ khóa là this để trỏ đến cái object đang được định nghĩa. Đấy, thì là về cái object literal. Trong function nhỉ, được phép sử dụng nhỉ? Đấy. Cái từ khóa this này thì nó giống như là các bạn học môn PP2 thôi. Trong cái hàm của một object, trong cái hàm của một class thì các bạn vẫn được sử dụng cái $this. Thì ở đây cái từ this ý nghĩa của nó tương tự. À, cho để các bạn truy cập đến các cái thực thể mà đang thực hiện hành động. Và nó có thể lấy ra các cái thuộc tính cũng như lấy ra thực thi các cái phương thức khác của cái object đang chịu cái hành động này. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Bọn này lại tắt cam rồi, bật cam lên. Cần chưa? Cứ tắt cam đi còn gì. Xinh đẹp gì cái tầm này. Xấu học tốt thì cũng ế thôi. Mấy thằng con trai học mà ngu thì cũng nghèo, kiết xác, đéo lấy được vợ đâu. Bật cam lên. Nhanh, ô hay. Ok. Cần chưa? Xong chưa? Bọn thất nghiệp này. Được chưa? Thì với cái object literal, một vài cái lưu ý. Với cái object với cái kiểu này ấy, thì nó không thể tạo ra thực thể được. Nó không thể new object được. Và nó cũng không thể làm được việc nữa. Nó không thể tạo ra thực thể được và nó cũng không kế thừa. Không kế thừa được. Nếu như không sử dụng cái gạch dưới photo. Đấy, đây là hai cái điều cần lưu ý. Được
Được chưa? Tiếp theo. Với cái loại thứ hai, với cái loại tạo ra object thứ hai, đây gọi là object constructor. Function. Thì ở đây chúng ta có một cái function là new student. Thì cái function này nó giống như một class trong môn PP2 các bạn đã học ấy. Nó định nghĩa ra các cái một cái lớp, coi như nó định nghĩa ra một cái lớp, một kiểu dữ liệu. Và nó cũng là nơi mà định nghĩa ra các cái thuộc tính cũng như các cái function có sẵn ở trong cái object được tạo ra, cái class được tạo ra này. Được chưa? Được chưa? Thì ở đây để tạo ra một thực thể mới. Tạo ra một thực thể mới thuộc về cái kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu là student. Giống ví dụ ở trên thì chúng ta viết code như này. Và tên biến bằng new student và truyền các tham số của cái hàm này vào. Thế là xong. Và chúng ta có thể gọi nó như gọi một cái object. Ví dụ truy cập đến thuộc tính thì chúng ta có thể là dung.mã sinh viên, long.name. Gọi đến phương thức learning thì chúng ta có thể là dung.learning hoặc là long.learning. Đấy là về cái object constructor function. Cách tạo ra class thứ hai. Được chưa? Chưa. Thế viết đi, tôi đi rửa mặt khác. Ok. Con hàn đi. Mày đã sắp vào thuộc bản diện đặc biệt của thầy rồi. Quá đặc biệt rồi, tao có biết gì đâu. Tối nào cứ rút cũng kèm cho. Thế mà không cầm khá lên được. Chán bạn. Nào, tắt tắt đấy đi. Giọng như cục cất. Sao mày tắt tiếng? Hello, hello Thị Hà. Chào bạn em. Được chưa? Ghi chép xong chưa? Rồi tiếp theo nhá. Thì để ở trong cái việc sử dụng object construction constructor function này thì nó có một cái dở. Đó là các cái thuộc tính chúng ta tạo ra ở ngoài cái phạm vi của cái hàm lớp class này. Tức là ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái sinh viên là student đi. student.học lại bằng một cái function. Dạ, chúng ta có là console hoặc là alert và em tên là this.name phải em học lại môn gì đó, ví dụ thế. Ở đây cái dung hay cái long, cái thuộc tính cái instant dung hay long này thì đều không thể thực thi được cái phương thức học lại này nếu mà chúng ta viết như này. Dạ, bởi vì cái phương thức học lại này thuộc cái object là student chứ không phải thuộc những cái instant được định nghĩa ra ở đây. Do đó để thực hiện được cái phương thức học lại mà cái phương thức này được định nghĩa ở ngoài
ở ngoài cái phạm vi của cái function student này thì chúng ta sẽ phải là student.prototype.học lại thì dung cái biến dung với biến long này mới gọi được đến hàm học lại đây. Được chưa? Các bạn cứ coi như cái hàm prototype này nó là cái hàm cái thuộc tính prototype nó có khả năng là đưa cái học lại này vào trong đây. Đó, nó không khác gì cái việc đấy cả. Dạ, tuy nhiên nó chỉ khác cái là cái việc này nó diễn ra ở ngoài phạm vi cái dấu ngoặc của cái function student mà thôi. Đấy nó là cái ý nghĩa của cái prototype. Được chưa? Ghi chép vào. Nó dùng được Dona trong JavaScript thầy. Được. Có ai cấm đâu. Ví dụ nhá. Và đô la bằng chuyện th. Vẫn bình thường đúng không? Bây giờ hiển thị ra cái đây. Trở ra giá trị đây. Được chưa các bạn ơi? Với object constructor function và với cái prototype. Đó, với cái thuộc tính prototype này thì chúng ta có thể là thêm bất kỳ cái hàm xử lý nào vào trong tất cả các cái kiểu dữ liệu mà chúng ta đang sử dụng, ví dụ như kiểu string, kiểu array, kiểu number. Chúng ta thêm được hết. Được chưa? Tiếp theo với cái object literal này để thực hiện cái việc kế thừa của nó. Được chưa? Thì chúng ta có thể là tạo ra một cái biến var bằng một object. Tuy nhiên trong object này chúng ta có thuộc tính hai gạch proto bằng cái object là person. Như vậy thì bây giờ coi như là chúng ta đã có một cái biến hàng này là copy toàn bộ dữ liệu của cái ông person này. Ví dụ đây là Nguyễn Văn Long, Ngô Văn Long tuổi là 20, ví dụ thế. Thì chúng ta có hoàn toàn có thể là console log ra cái hàng biến hàng thế này. Và tất nhiên từ đoạn ở dưới này tôi sẽ comment nó vào đó. Đó. Bây giờ chúng ta chạy cái file này xem một phút. Đây. Wow, xong có gì nhỉ? Person bằng dưới proto person. Đây không có gì nhỉ? Đây. Hằng nó có cái proto là Ngô Văn Long. Được chưa? H bằng 20 có một cái hàm ít, hoặc là chúng ta sẽ tiến hành là hàng chấm thêm. Đây chúng ta sẽ có luôn là Ngô Văn Long này, hàng chấm H bằng 20 này, hàng chấm ít, nó hiển thị là Ngô Văn Long đang ăn cơm này. Nhưng mà ở đây tức là nó sẽ áp dụng cái khuôn của thằng person này cho cái biến hàng này. Tuy nhiên cái biến hàng này cũng hoàn toàn có thể gán được cái giá trị của riêng mình, ví dụ như hàng chấm name bằng Nguyễn Thị Hằng. Được chưa? Và bây giờ chúng ta vẫn có console log Hằng ra thì chúng ta sẽ có là reload này. Hằng này có thuộc tính name của nó nhá, của nó là Nguyễn Thị Hằng, nhưng mà với cái thông tin thông số của proto thì là cái thông số của cái khuôn mẫu ấy, là Nguyễn Ngô Văn Long cơ. Bây giờ chúng ta có thể là Hằng chấm name, nó sẽ lấy cái thuộc tính của cái object Hằng này. Được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta không dán giá trị hoặc là không tạo ra cái thuộc tính H thì cái biến hàng này nó sẽ lấy ra H của cái photo. Của cái photo này. Được chưa? Do đó là cái H nó sẽ bằng 20. Được chưa? Còn khi mà chúng ta có hàng là chấm ít thì nó sẽ là lấy được cái nào của cái thuộc tính hay cái giá trị nào của cái object hàng thì nó lấy. Còn nếu mà không có, tức là
cái object hàng này nếu trong trường nó không có cái thuộc tính name này thì nó sẽ trả về là cái name nằm trong proto. Được chưa? Thì đấy nó là cái, đấy nó là cái ý nghĩa của cái gạch dưới proto. Thì các bạn lưu trữ và các bạn ghi chép là proto tức là nó đi copy về cái khuôn của một object khác đưa vào trong cái khuôn của cái object literal. Ví dụ chúng ta có cái object literal A muốn kế thừa lại các cái thuộc tính và các cái phương thức để định nghĩa trong cái literal B thì chúng ta sẽ sử dụng cái gạch dưới proto này bằng cái tên của object B kia. Được chưa? Ghi chép vào nhá. Quay lại với cái đống lát. Đấy, kiến thức của slide 3 thì là hết nhá. Quay lại với cái đống lát để tôi xem cái lát 3 nó có cái gì khó khăn không. Lát 3 bài 1, bài 2 thì nó quá dễ rồi, không chữa. Bài 3 yêu cầu tương tự bài 1, bài này cũng không khó, không chơi. Bài này chúng ta có là khởi tạo, phần trên này thì dễ rồi, khởi tạo hai đối tượng first person và second person, sử dụng công thức sử dụng proto để gán giá trị cho hai thuộc tính của đối tượng. Khi click nút show profile thì gọi cái phương thức show profile để hiển thị thông tin lên màn hình, thì cái này nó không có gì. Proto là để dùng cho cái khuôn thôi. First person thì nó đều có cái proto là thằng token này thôi. Được chưa? Thì đấy là cái bộ lab của chúng ta. Có ai thắc mắc gì về cái đống object này không? Lưu ý nhá, kiểu dữ liệu này nó không phải là mảng hàng nhá, nhá. Nó dạ. Không phải là số nhá, đúng nhá. Nhớ cái đóng mở ngoặc tròn ấy là nó thể hiện cho cái hàm, cái function. Vâng. Chứ không bao giờ có cái hàm nào mà lại đóng ở một nhọn cả. Nghe chưa? Vâng. Chết mất thôi. Giờ cái gì cứ còn cười cái gì ở đấy mà cười. Cứ thảo vào lớp mới. Là ba. Cái này là tối nay sẽ nộp lại cho tôi. Tối nay luôn. Được chưa? Bây giờ là học bài 4 hay là làm bài tập đây? Tùy cho không có bà lựa chọn. Làm bài tập đi. Cho bài tập nhá. Nếu bài tập phần này tôi chẳng nghĩ ra đâu. Làm luôn cái lớp 3 thôi. Đỡ phải cho. Phần này về các bạn tự đi mà làm, tôi không làm được đâu. Bởi vì phần này thực ra là bản chất của nó không có gì. Nó chỉ là thực hiện cái việc là các bạn chỉ cần tạo ra hiểu thế nào là object literal, hiểu thế nào là object object constructor function. Thế là xong đố rồi. Chứ cái proto với lại cái prototype ấy, cũng ít khi dùng.
Rồi, để các bạn nhớ làm bài lát bài nhé. Chúng ta sẽ đến với thử xem ôn lại kiến thức xem là mình nhớ được không. Quiz. Ba tư rồi nha. Ba tư này. Đây, quiz 3 đây. Nào, phần này tôi sẽ chuyển sang bên kia. Sao đến đây này các bạn còn nhìn thấy màn hình của tôi không? Thấy hả? Vẫn thấy à? Giờ nhỉ, thôi tạm thời tắt đi tí nhá để tôi xóa bớt cái đáp án đi đã. Rồi, chờ tí nhá để tôi xóa hết cái đáp án đi. Rồi, share lại. Đây, câu hỏi đầu tiên. Cho đoạn code sau, person bằng name bằng Joe Camel, H42 status là dead. Dạ. Thì kết quả hiển thị của cái console log dòng dưới này này thì nó sẽ hiển thị cái gì? Person, Joe Camel, object, people hay array? Hằng. CC. Hàng đâu rồi? Bài làm đây. Đây. Cái này nó hiển thị cái gì? Đây. Lên control. Object thì ạ. Vì sao là object? Vì sao là object? Control log. Control log thì là hiển thị object. Nó hiển thị hết tập cái đống này. Bài file là kiểu dữ liệu. Tại sao nó không hiển thị kiểu dữ liệu là person? Rồi ok, đáp án thì đúng nhưng không giải thích được. À, có ai giải thích được cho tôi vì sao nó ra object không? Đâu rồi? Dùng ngoài đi. Em chả thấy gì. Em chả thấy có ý câu hỏi gì cả. Sao tất cả mọi người đều thấy mà mình cũng không thấy là như nào? Hả? Thấy mà. Đây có nhìn thấy không? Dạ. Đây có nhìn thấy không? Nhìn thấy được hả? Ê. Rồi. Cái gì đây? Phan Viết Tú à? Đâu nhỉ? Đây. Nào. Phan Viết Tú có online không? Phan Viết Tú. Không có luôn. À đây, Phan Viết Tú đây. Nào có thể giải thích cho tôi vì sao nó lại ra object không? Em sao không biết à? Em thấy nó giống cái bài lần trước làm nên em. Ừ. Chưa.
Có ai giải thích cho tôi vì sao nó ra object không? Thế em nó đấy kiểu giải thích đi. Thôi hãy nói đi. Cái chữ đỏ tai beo ép đấy. Tai hợp. Vâng, tai hợp cái đấy là dùng để kiểm tra ăn kiểm tra kiểu dữ liệu à? Còn cái ai chẳng biết đấy. Vâng, còn cái ngôn ngữ đấy là kiểu object này thì vừa nói. Chắc tại sao nó lại ra object thì tại sao nó không ra là person? Tại vì cái tai of person đấy thì nó sẽ ra cái dữ liệu của nó chứ. Đây nha, thử cho cô một cái nhá. Dạ, đây nha, nào. Đây có cái hàng này, được chưa? Vâng. Tôi có tai of hàng luôn này, được chưa? Trong tiếp theo tôi có cái đoạn code này. Đây, tôi có đoạn code này. Tôi có va long bằng new Steven. Được chưa? Tôi cũng sẽ thay được của thằng Long. Rồi bây giờ nó sẽ ra hai cái object à? Đúng không? Vâng. Nó ra hai cái object không? Vâng. Rồi ok mình thử nhá. À đúng rồi, ra hai cái object. Ok, thế vậy thì nếu mà tôi để như này thì nó sẽ ra như nào? Đây này. Một cái là như này, một cái là student. Đó. Vâng. Cái này có phải object không? Nó là object, cái này là object nhưng tại sao cái object này lại có tên? Tại vì nó được dùng cái thừa của cái ở trong cái hàm function đúng này. Không phải. Do hai cách tạo ra object nó khác nhau. Cách này là sử dụng cái object cơ bản của thằng JavaScript, còn cách này là được tạo ra từ một cái khuôn mẫu. Và cái khuôn mẫu đấy nó tên là student. Có thế thôi. Rồi ok, xong bài 1. Bài 2. Đoạn code nào dưới đây sử dụng phương pháp object literal để tạo ra đối tượng? A, B, C, D, E, F, G. Đoạn nào? Nào? Thằng Vinh béo rồi. Vừa nãy vừa loáng thoáng thấy có mà. Các bạn E thì E á? Đây á? Vâng. Sai biết. Đó lại là E. C này là object literal à? A phải không? Chỉ có A thôi nhá. A thì ạ. Bài 3. Cho đối tượng và object bằng name Nguyễn Văn A, age bằng 28. Muốn biết muốn lấy giá trị của thuộc tính tên là name của object này thì cần phải sử dụng cú pháp ra làm sao? A. B có lấy được không? B có. Có lấy được. C có lấy được không? C. Giờ thì tem là gì chứ? Gì đó? Ai biết được? Giờ tôi đang hỏi ông này hỏi tôi à? Lúc ông làm quiz thì ông có được hỏi không? Không ạ. Thế thì ông hỏi tôi làm gì? A và C lấy được. A và C lấy được, thì B không lấy được à? Vâng, như thế thì. Rồi ok, chúng ta có là hàng ấm name lấy được đúng không? Đây là phương án A đúng không? Đây đúng là phương án A không? Vâng. Ok, tiếp theo hàng chấm hàng đóng mở ngoặc đúng không? Dạ. Lấy không? Được. Lấy được. Hàng chấm get item name. Có lấy được không? Không lấy được. Không lấy được. Đấy, thế vậy đáp án là gì? D ạ. D. Tiếp theo cho đối tượng và object bằng name Nguyễn Văn A age 28. Nếu muốn thay đổi giá trị của thuộc tính tên là age của object này thành 49 thì sẽ sử dụng cái hàm nào, sử dụng cái đoạn nào?
Nó gần giống câu trên, đáp án E. Đáp án E. Đúng không? À mà từ từ, chưa chắc. Hằng đóng mở ngoặc nêm bằng Ngô Văn Long. Không, chúng ta có Hằng. À đúng không? E. À, hạn chế của cách tạo đối tượng bằng object literal là gì? À và đi. A và F F thế. A và D có nghĩa là F đấy. A và D đúng. Cho đoạn chương trình sau, bottle bằng content này, function này, color green này. Function log bắt bottom bottle.content. Thì output của nó là gì? T ạ. T. Chắc không? Làm sao mà lại ra sự B. Ra B thôi. B. Sum file bắt Bobby. Không thể nào mà ra C đâu nha Dũng nhá. Bây giờ muốn hiển thị được cái green này ra thì phải viết như nào? À, đâu rồi? Biến mất à? Ôi giời ơi. Green mà. Ừ. Sẽ viết đi nào. Hả? Làm sao? Cái gì? Muốn hiển thị ra cái chữ green kia thì viết như nào? Bottom chấm cái gì thì ra green? Chấm bottle. Bottle chấm cái gì? Chấm bottle. Chấm bottle á? Chấm bottle là chấm cái gì? Ông đang không hiểu tí nào về hướng đối tượng đâu nha ông Dũng nha. Ông xem lại cái OP đi. À. Đây, của PP là dễ nhất. Đây, ông xem giúp tôi cái này. À, đừng lười, chịu khó lên. Thì mới thấy là nãy giờ mình đang trả lời toàn câu lung tung thôi. Rồi, cái đấy cứ học đi, cái đấy nó tốt cho ông đấy chứ không có tốt gì cho tôi đâu. Tiếp tục. Câu 7. Cho đoạn chương trình sau, vagin bằng cell function return this console log gin bằng gin cell. Cái này đúng hay sai hả Vũ? Vũ ở Nguyễn Huy Vũ ở. Vũ đây thầy ơi. Ờ, câu này đúng hay sai? Chả phải đúng hay sai. Câu này câu này chả phải sai gì ạ? Vì sao sai? Thì sao sai? Cái chỗ khai báo chỗ đoạn cell 2.5 kia có vấn đề, biết giải thích thế nào? Chỗ đây có vấn đề gì? Tôi thấy chẳng sai ở đâu. Hàm cell chắc chắn không là đúng. Cùng kiểu object. Đâu thằng Vũ đâu rồi? Vũ đây thầy. Tóm lại giải thích đi ô hay. Bây giờ sai phải giải thích vì sao sai. Mà đúng cũng phải giải thích vì sao đúng. Cái zip kia là gì? Return zip kia là cái
Sep là cái cell. Cell. Tai. Đây vừa mới viết chính tả xong. Pagin. À, thế zip là gì hả Hà Vũ? Zip là cái truy cập đến cái đang được khai báo ấy thầy. Sai. Nào. Đang được cái gì á? Tôi vừa mới bắt công viết xong. Đấy. Đây, phương thức key value là function này. Được phép sử dụng từ khóa zip. Zip là object đang được định nghĩa. Cậu lên đi. Đang được định nghĩa thì cái này cái đang được định nghĩa ở đây là cái nào? Cái gì? Là cái này. Bây giờ hai so sánh hai cái gì với nhau mà vẫn còn kêu sai. Đúng thầy. À, lại đúng. Chịu. Vô địch rồi. Cho đoạn chương trình sau. LeBron Occupation Basketball Introduction Function. My name is LeBron and I play this occupation. LeBron chấm introduction. CC. Đó là gì? CC. C đúng không? Cái này bài này là bài cho điểm. Cho đoạn chương trình sau. Me bằng first name bằng Matthew, last name Power, full name bằng console log me chấm full name thì ra cái gì? À. Không phải. Là B. Em là B ạ. B. Vì sao là B? Return là first name, get the first name là Matthew và cộng thêm với cái last name Power với nhau thì ra full name. Đúng rồi. Tiếp theo, bài 10. Cho đoạn chương trình sau employee function employee capacity 10 fruit once và customer message bằng design size. If design size lớn hơn 10 thì this mark is not large enough for you. Bây giờ zone bằng new employee console log zone customer message 15. Thì output ra là gì? A. Là A. A. Có bạn nào có đáp án khác không? C. C. Tại vì nếu bạn dùng cái zone custom messenger thì phải ở trước phải có cái prototype. Sai rồi. Bởi vì cái customer này, customer nó được tạo ra ở trong cái employee, do đó không cần phải dùng prototype. Nhưng mà quan trọng là cái từ va này, em thấy để ý không, cái từ va này đưa vào đây có đúng không và có dùng được không? Biến cục bộ đây dùng zip ạ. Tại zip rồi. Ok, đây chúng ta sẽ sửa code cái employee này, nó không khác gì cái student này đúng không? Đúng chưa? Vâng. Ok. Bây giờ tôi có là và mã số sinh viên bằng 01111 gì đấy, được chưa? Tôi có tiếp là và learning bằng function. Được chưa? Tôi vừa viết đây là sinh viên auto học lại. Đấy, xong. Tôi có long bằng new student. Bây giờ tôi console log ra cái long. Output là gì ạ? Đây. Output long bằng object student. Đúng chưa? Được chưa? Trong cái proto này của thằng Long các bạn thấy nó trống rỗng nhá. Đúng chưa? Đúng không ạ? Nó đang trống rỗng này. Bây giờ long chấm mã số sinh viên có ra được không? Không ra đúng không? Đến thuộc tính còn không lấy ra được thì làm sao mà lấy ra được, gọi được cái hàm này, đúng chưa? Nên là lúc nãy bằng Nghiêm bảo là lỗi không tồn tại phương thức customer message là đúng.
Được chưa? Đây chúng ta có như sau. Long chấm bài của tôi là chấm gì nhỉ? Learning đúng không? Long chấm learning. Đây. Uncatch error. Long chấm learning is not a function. Bởi vì chúng ta đang sử dụng, ví dụ trong cái code này chúng ta đang sử dụng, nếu mà muốn cái A đúng ấy thì chúng ta phải là z.capacity, z.customer message. Nhưng mà ở đây chúng ta dùng cái va bình thường. Do đó là cái capacity và cái customer message này nó không phải là thuộc tính của cái employee, cũng không phải là phương thức của employee. Do đó thằng John này không được phép sử dụng hai cái keyword này. Được chưa? Lưu ý cái việc này nhá. Rất dễ bị lừa. Cho các bạn làm bài này chắc được khoảng 3-4 điểm. Đấy là được 5 điểm là cao. Tiếp theo bài 11. Cho đoạn chương trình sau. Đây, đoạn chương trình này. Bây giờ John.CustomerMessage 13 thì output ra cái gì? Tuấn Anh đâu rồi? Gáy đi em. Mê. Dạ thầy. Dạ A. À, đáp án A thầy ạ. Bao nhiêu bạn có đáp án khác? 13 lớn hơn 10. Đúng rồi, 13 lớn hơn 10. À, đây này, các bạn thấy sự khác nhau. Ở đây là va, còn đây là zip. Thấy sự khác nhau chưa? Đấy, cho nên là zip chấm cái gì thì nó mới truy cập được. Như này. Còn không chấm thì không làm được. Tiếp theo, cho đoạn code sau. Đạt LT name bằng Lê Trọng Đạt, H31, get info function, this name bằng this. Được chưa? Console log get info thì ra cái gì? Output bài này là gì? Nào, đứa nào là học trò cưng của thầy Đạt? Trả lời đi. À, nghe nói cái Hằng hay cái Hà gì chửi thầy Đạt cơ mà. Ai chửi đấy? À quên, ghét thầy Đạt, quên, xin lỗi. Nào. A thầy ạ. À, vì sao ra A? Bởi vì thì nó không rõ ra get info thì là nó sẽ gọi cái tên, à gọi cái hàm trong đấy, mà trong đấy có tôi là git chạy git đến name, à đến git đến s ạ. Git name là bê cái này xuống. Nó bê thì bê cái này xuống. Đúng không? Ta để rồi, chưa vào cái đạt đằng sau lấy được hết. Không, đạt là tờ chấm get info thì mới ra cái A đúng không thầy nhỉ? Ai biết, bây giờ tôi đang hỏi cô lại hỏi tôi thầy nhỏ là như nào nhỉ? Không có nhỏ nhất gì cả. Sao? Thế bây giờ là cái nào đúng? Nhìn chung cái nào? Thế thì em sẽ đổi xuống lại là thành cái D thì ạ. Vì sao lại là D? Nếu mà thành cái A thì là phải là đạt tờ chấm get info. Ừ. Thế đấy, em nghĩ có đạt lờ tờ à? Hả? Không ạ. Rồi, ok đúng. Đấy. Đúng. Đề đã bàn đúng. Bài 13 phát biểu sau về prototype trong JavaScript đúng. Chọn đi. Cứ cái nào dài mà chọn. Ơ thầy, thầy Đạt kể với thầy là thầy sao thầy lại biết rồi thầy? Cô có thấy ở trong cái trường này có cái việc gì mà tôi không biết không? Chẳng cần ai phải kể cả. Cái gì tôi biết? Ơ thầy em không chửi đâu, em chỉ nói là em thích học với thầy Đạt thôi chứ em không chửi. Tôi có bảo gì đâu. Thầy đi con vườn dạo. Thầy đi đọc con vườn dạo cho nên thầy biết đấy. Nào, nhanh lên, 13. Vinh béo rồi, nãy giờ gọi không thấy nói năng gì. Nguyễn Bá Vinh đâu rồi? Dạ yeah, thầy. Câu này đáp án là gì? Mày định làm anh hùng núp à? Thầy bảo cứ chọn câu dài nhất đấy. Câu dài nhất đúng không? Không. Uầy, theo kinh nghiệm làm ý, thì em cứ câu là tất cả đều sai là đúng ạ. Sai. Nào, C đi ạ. C. D đi ạ. A, B.
A, B. Sao lắm thế? Tóm lại một đáp án thôi. Nào, có ai dũng cảm chọn một đáp án đi. Thằng Vinh câu E là sai rồi. Nào. C đi ạ. C thôi. C. Phương chúng ta là thuộc tính mặc định của JavaScript, có thể truy cập từ các thực thể tạo ra đối tượng nhằm mục đích tăng tính đóng gói cho đối tượng. C mà thầy. A à, thầy A. À. Đóng gói câu này A là đúng nha. A à, mà. Prototype là nơi định nghĩa ra các thuộc tính, phương thức hoặc là hàm cho khuôn mẫu của một đối tượng. A là đúng. Yeah. Tiếp theo câu 14, thuộc tính proto được sử dụng với object tạo bằng object literal là đúng hay sai? Đúng. Proto. Đúng hả? Đúng, ok. Câu 15, cho đoạn chương trình game bằng title tic-tac-toe, same game bằng title tic-tac-toe, console log game bằng same game có đúng không? Đúng rồi. Chu đây ạ. Chu. Đúng rồi. Object giống nhau, giá trị giống nhau. À, cho đối tượng như sau. Golf, Tire, Sport, Club, High End, Tailor Made, Low End, Rusty, Bus, Basement, Club. Bây giờ các câu lệnh nào để hiển thị ra nội dung của Rusty, Rusty, Basement, Club? Rusty. Thì câu lệnh nào? D ạ. D ạ. À không phải, lâu xem. E ạ. Đúng rồi, câu E đúng. Câu 17, cho đối tượng sau, vẫn là cái đối tượng đấy. Muốn cập nhật giá trị 2M cho đối tượng này thành giá trị GMS thì sử dụng câu lệnh nào? Ở đây có nhiều đáp án có thể làm được. Sao? Đáp án nào? B và C. D. C. Vì sao D không đúng? À, bằng khi nó phải nằm trong chuỗi chứ. Làm sao mà GMS không được. Đúng rồi. B và C đúng. Cho đoạn chương trình sau. Group Rider. DMX Birthday bằng Mount Vernon, New York. Console Log Group Rider Logs. Chấm Birthday. Hiển thị kết quả trên tab console developer tool của trình duyệt sẽ là hiển thị cái gì? Null ạ. Null hay undefined? Undefined thì đúng hơn. Lại undefined. Không phải em nghĩ là tại vì nó không có thì khả năng là undefined hoặc là null. Ừ. Thế tóm lại nó là undefined hay là null? Ở đây không có undefined nên em chọn null. Undefined C thế? Đâu? Đấy. À, em bị che mất rồi. Thế nó là C à? Khả năng là à. Thôi em chọn undefined. Rồi ok, undefined. Thử nhá. Ví dụ Long. À quê. Nãy là tôi có biến hàng đúng không? Hàng. Hàng chấm nên thì có giá trị này. Bây giờ hàng chấm đẹp trai không có đúng không? Thì nó sẽ ra là undefined. Đáp án C là đáp án đúng. Câu 19. Làm thế nào để xóa bỏ một thuộc tính của đối tượng? Sao cái này mình lại đưa vào đây được nhỉ? Nào làm nào để xóa thử một thuộc tính của đối tượng? Đây ạ. Delete, delete, cách gì hằng chấm nêm này đúng không? Dạ, yeah. Bây giờ mình có hằng đã biến mất. Đáp án C đúng. Dạ, yeah, C đúng. Tiếp theo cho đoạn chương trình sau. Square bằng size length 4 này. Area và L bằng this.size length và return L nhân L console log square.area thì nó sẽ bằng mấy? 16 16 đấy. Chắc không?
Dạ. Rồi. Kết quả là 16. Ok. Đây. Thấy những cái câu hỏi về 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 hướng đối tượng nó có gì khó không? Nói chung là tương đối dễ đúng không? Thì về các bạn ôn và làm bài tập về cái bài lab 3 nhá. Đấy là cái lab 3 của chúng ta. Nay chúng ta sẽ sang tiếp với slide số 4. Slide số 4. Đây. Bắt đầu sự học đến bất đồng bộ và xử lý bất đồng bộ trong JavaScript, bài 1, phần 1. Bất đồng bộ và xử lý bất đồng bộ phần 1. Tức là với cái bất đồng bộ này chúng ta sẽ có mấy phần để học cơ. Và mỗi cái bài này chúng ta sẽ học khoảng 2 slot. Tức là ví dụ trong trong cái bài 1 này chúng ta sẽ học 2 slot. Phần 2 chúng ta cũng sẽ học trong 2 slot nữa thì mới hết được. Nên là cái phần này nó cũng là cái phần trọng tâm của cái môn JavaScript nâng cao này. Để cho các bạn hiểu được thế nào là bất đồng bộ và các cái cách để xử lý cho cái việc bất đồng bộ này. Thì cho các bạn 5 phút để đọc giúp tôi cái slide. Sau đó trình bày lại cho tôi cho ý hiểu của các bạn về bất đồng bộ là cái gì. Được chưa? Bây giờ là 1 giờ 9 phút đến 1 giờ 15 phút chúng ta sẽ bàn tiếp về cái này. Được chưa? Đọc đi. Đọc slide 4.
Sao rồi? Đọc được chưa? Bất đồng bộ là gì? Đồng bộ là gì? À, không ai trả lời luôn à? Đồng bộ là nó chạy qua từng cái chương trình một, còn bất đồng bộ là nó chạy song song nhiều chương trình. Ừ. Lúc. Như vậy thì theo các bạn thì thằng nào là thằng dễ kiểm soát hơn? Theo em thì sử đồng bộ dễ hơn ạ. Đồng bộ dễ nào thì nhanh hơn? Bất đồng bộ nhanh hơn. Bất đồng bộ. Nhanh thì là bất đồng bộ ạ. Chưa chắc. Thì nó chả bất đồng bộ nhanh hơn đâu. Nhưng mà thực tế ra ấy, ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy một ví dụ như bạn nào mà đã từng 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 vọc vạch rồi ấy thì sẽ nhìn thấy rất rõ ràng cái hiệu năng của bọn bất đồng bộ nó như nào. Ví dụ như cái SAM chúng ta đang dùng cho để học những cái môn PP ấy. Còn nhớ không? Còn nhớ cài SAM không? Cái SAM ấy về bản chất là nó cài Apache. Apache thì được cái là dễ dùng, hỗ trợ cũng nhiều. Tuy nhiên là dạo gần đây, mấy năm gần đổ lại đây ấy, thì người ta đang bắt đầu chuyển sang sử dụng về Nginx. Biết Nginx là cái gì không? Này này. Nginx ấy. Phải các bạn đọc là Nginx không? Được chưa? Thì cái Nginx ấy, nó là một cái phần mềm về phía server. Nó giúp chúng ta build các ứng dụng và cái cách xử lý của nó là bất đồng bộ. Và người ta đánh giá rất cao về hiệu năng của thằng Nginx khi mà làm web, bởi vì nó chạy rất là nhanh và nó cũng gọi là nhận được nhiều request hơn cho so với trong đồng thời một thời điểm so với thằng Apache. Đấy là cái sức mạnh của nó. Thì thường thường thì bất đồng bộ hay là đồng bộ thì thực tế là nó chỉ là cái cách làm thôi. Quan trọng nữa là người ta sẽ lợi dụng cái bất đồng bộ để làm được nhiều thứ hơn. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có một vài cái ví dụ như sau. Đây là cái thể hiện cái sự bất đồng bộ ở trong JavaScript này. Ví dụ chúng ta có cùng hai cái console log. Console log 1, console log 2 đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta để chạy hai cái hàm này bình thường thì nó sẽ ra cái nào trước nó chạy trước, cái nào sau chạy sau. Được chưa? Nhưng mà sang cái ví dụ thứ hai, chúng ta có một cái hàm là set timeout và log ra cái message thứ nhất sau 1 giây. Cái console log thứ hai là message thứ hai nó chạy ngay lập tức. Thì về bản chất nhé, để tôi giải thích qua một chút này, về bản chất thì là ở đây chúng ta có hai cái hàm này level ngang nhau, hàm set timeout và hàm console log này level là ngang nhau. Được chưa? Do đó khi mà trình duyệt nó đọc đến hai cái hàm này thì hàm set timeout sẽ được chạy ngay lập tức. Được chưa? Sau đó mới chạy đến hàm console log. Được chưa? Tuy nhiên bởi vì hàm set timeout nó trả về kết quả sau so với tức là trả về kết quả muộn hơn so với thằng console log. Do đó cái console log nó sẽ hiển thị kết quả của nó trước, sau đó mới đến cái kết quả được hiển thị ở trong cái hàm set timeout kia. Được chưa? Hàm set timeout là hàm chờ sau một bao nhiêu mili giây thì mới chạy những câu lệnh ở trong cái function mà. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là do cái thằng này có kết nó phải chờ cái kết quả của nó được thực thi và cái kết quả để được thực thi sau 1 giây, còn cái thằng này thì nó chạy phát là có kết quả luôn. Do đó thằng nào có kết quả trước thì hiển thị trước, thằng nào có kết quả sau thì hiển thị sau. Đấy là cái ví dụ về việc bất đồng bộ ở trong JavaScript, được chưa? Ngoài ra nó còn có rất nhiều thứ khác nhau tác động ở trong này nữa liên quan đến cái việc bất đồng bộ, chứ không chỉ có mỗi cái việc là set timeout hay set interval cái gì đấy của chúng ta thì nó mới gây lên cái bất đồng bộ nhá. Nó còn có rất nhiều thứ khác nhau nữa về nguyên lý xử lý bất đồng bộ trong JavaScript, được chưa? Thì cái này nó sẽ hơi sâu, cho nên là bạn nào mà không cần quan tâm, tức là các bạn thấy nó nhức đầu quá thì các bạn cũng có thể là không cần quan tâm đến phần này, được chưa? Còn những bạn nào muốn tìm hiểu sâu và kỹ hơn về cái nguyên lý vì sao JavaScript nó xử lý bất đồng bộ được thì chúng ta có thể đọc tham khảo ở đây. Trong slide này tôi đã viết rất là chi tiết rồi, bởi vì tôi đã tham khảo rất nhiều nguồn khác nhau. Thì về cơ bản trong JavaScript thì nó một cái câu lệnh để thực thi được ấy,
thì nó sẽ trải qua bốn cái thành phần này, bao gồm là call stack, web API, call back queue và event loop, được chưa? Các cái thành phần này về lý thuyết và định nghĩa của nó như thế nào thì các bạn cứ đọc ở trong này, được chưa? Tôi sẽ để cho các bạn khoảng 30 giây, 1 phút để các bạn đọc về cái này. Được chưa các bạn ơi? Tiếp tục nhá. Ví dụ chúng ta để demo cho cái ví dụ này, chúng ta sẽ có như sau. Có ba cái lệnh là console log this is the first line, set timeout sau 1 giây, this is second line và cái cuối cùng là this is the last line. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái luồng này để chúng ta tìm hiểu ra cái logic của trong JavaScript nó sẽ xử lý các cái câu lệnh này nó như nào, được chưa? Đầu tiên khi chương trình bắt đầu chạy thì lệnh đầu tiên của chương trình là console log this is first line được đưa vào trong call stack. Đây, cái này gọi là cái vùng này tôi gọi là cái vùng call stack, được chưa? Sau khi đưa vào trong call stack, lệnh này được lập tức trả về dòng chữ this is first line, đồng nghĩa với việc nó đã chạy xong và được đẩy ra khỏi call stack rồi đúng không ạ? Thì tức là khi mà nó chạy cái này xong, nó không phải chờ đợi cái gì cả, nó đưa thẳng ra ngoài màn hình luôn, được chưa? Thì chúng ta có this is first line ở đây, được chưa? Đưa đi từ đây phang sang bên này luôn, bởi vì nó rất là nhanh. Tiếp theo đến hàm set timeout, cái này nó mới là sự thay đổi này. This is second line của cái set timeout function. Đầu tiên nó cũng lại đưa được vào trong cái call stack, được chưa? Đưa vào trong call stack. Tiếp theo hàm này không trả về kết quả ngay mà phải đợi 1 giây. Hàm set timeout ở đây được chính là một API mà web API cung cấp, tức là cái hàm này do cái trình duyệt nó cung cấp, được chưa? Lập tức đoạn code này được chuyển vào trong web API, đây là một cái chỗ khác để chứa, và ở trong này nó sẽ ngồi nó đếm 1000 ms, được chưa? Nó web API và trình duyệt sẽ tạo ra một bộ hẹn giờ tương ứng với thời gian trên là 1 giây trước khi được trả về kết quả, được chưa? Đoạn code thứ hai được chuyển sang web API thì lập tức đoạn code cuối cùng console log last line được đưa vào call stack để thực hiện và trả về kết quả, thì chữ this is last line này được sau đó và kết quả là dòng chữ this is last line, sau đó đoạn code này cũng được đẩy ra khỏi call stack, tức là trong cái thời gian cái thằng set timeout đang chờ này thì cái console log cuối cùng nó đã được đưa vào đây rồi. Sau đó bởi vì cái thằng này xử lý nhanh, nó không phải gọi web API gì cả, do đó là cái console log này nó hiển thị ngay kết quả ở đây là this is the first line, sau đó đến this is the last line. Trong khi đó cái ông web API này vẫn đang cầm cái thằng kia, chưa hết thời gian 1 giây. Dạ. Tiếp theo, sau khi bộ đếm giờ trong web API chạy xong thì kết quả trả về lúc này không được in ngay ra ngoài màn hình mà nó đẩy vào callback queue. Đây, nó đưa vào đây. Từ đây nó sẽ được đưa vào trong callback queue. Sau đó event loop với chức năng liên tục giám sát xem call stack đã trống chưa. Đây, cái này là cái call stack này, tức là xem đã có thằng nào vào đây chưa, được chưa? Lúc này nó cũng đã trống cho toàn bộ code trong chương trình đã được thực hiện, nó sẽ đẩy kết quả vào trong callback queue, được chưa? Nó sẽ đẩy kết quả trong callback queue vào lại call stack và đoạn code được thực hiện, được chưa? Và cái nó lại đưa cái console log vào đây và cái đoạn log this is the second line được đưa vào đây, được chưa? Thế vậy thì chúng ta có tổng hợp lại, chúng ta có cái logic như thế nào? Như sau, các cái câu lệnh của chúng ta về cơ bản nó chạy từ trên xuống dưới, được chưa? Tuy nhiên nó sẽ đưa vào cái nơi đầu tiên xử lý ấy, nó gọi là call stack, được đưa vào đây. Sau đó những cái call stack mà nó có thể cộng trừ nhân chia hay là những cái log ra ngay hay những cái alert, được chưa? Thì nó thực thi được ngay, thì nó đẩy từ call stack sau khi xử lý nó đưa vào trong cái trình duyệt luôn, được chưa? Tuy nhiên có những cái hàm
mà nó cần sử dụng web API, tức là những cái hàm đặc biệt nó cần sử dụng web API. Ví dụ như hàm fetch, ví dụ như là hàm hàm set timeout, ví dụ như hàm set set interval, thì nó cần sử dụng đến những cái hàm đặc biệt của cái trình duyệt thông qua thằng web API, thì nó sẽ được đưa từ bên CoStack vào trong này để ngồi đếm số. Giống như các bạn chơi LOL ấy. Được chưa? Tất cả cùng đánh nhau nhưng các bạn chết phát lên bảng, lên bàn thờ đếm số. Được chưa? Và tất các bạn đến lúc đấy các bạn ngồi trong này ấy, thì các bạn chỉ quan sát những cái thằng khác nó đánh nhau thôi. Các bạn chẳng làm ăn gì được. Được chưa? Thì đến khi mà trong cái thời gian, ví dụ trong trường hợp mà thằng này nó được đưa vào xử lý, nhưng mà đến lúc ông này đã xử lý, đã chờ hết giờ ấy, thì từ cái logic của ông ấy đang từ cái một giây này, nó sẽ được đưa xuống callback queue. Được đường đây. Thì trong cái quá trình này, nếu mà có một cái hàm khác cũng đang được xử lý, thì nó sẽ xử lý cái hàm đang trong callstack trước. Được chưa? Đang xử lý trong callstack trước. Sau khi cái hàm đang được xử lý trong callstack này xong, thì đáng lẽ là đến cái hàm bên dưới của nó sẽ được đưa vào đây. Tuy nhiên ở trong callback queue nó đang chờ, do đó nó sẽ được ưu tiên ở trong callback queue này trước. Sau đấy, tức là thằng này đang xử lý này thì xử lý xong đi, sau đấy là cái callback queue sẽ được đưa vào xong callback queue thì mới đến cái lệnh tiếp theo của callstack này được đưa vào đây. Được chưa? Tức là ở trong này nó có một cơ chế là ngồi chờ. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể là có rất nhiều cái set timeout cùng với nhau. Được chưa? Thì ở đây set timeout là thằng đầu tiên này, thằng thứ hai, thằng thứ ba, thằng thứ tư. Thì thằng đầu tiên xử lý xong thì vào đây, thằng thứ hai vào đây, thứ ba vào đây. Tóm lại là thằng nào chờ xong trước, hết thời gian trước thì được đưa vào callback queue trước. Sau đó sẽ được dần dần đưa vào trong cái callstack kia để xử lý logic. Thì đây nó là cái nguyên lý mà trong thằng JavaScript nó có thể xử lý cho chúng ta về bất đồng bộ dựa trên bốn cái thành phần callstack, web API, callback queue và event loop. Được chưa? Thì đấy nó là cái nguyên lý của nó. Thì các bạn có thể không hiểu, nhưng mà các bạn sau này ấy, thì các bạn cứ nhớ nó gồm bốn cái thành phần. Cái quan trọng nhất là các bạn nhớ tôi nó được bốn cái thành phần này. Sau đấy thì chúng ta làm nhiều đi làm sau này thì chúng ta cũng dần dần chúng ta sẽ tưởng tượng nó ra được nó như thế nào, và chúng ta sẽ hình dung được nó. Chứ tôi cũng không cần thiết các bạn phải hiểu ngay bây giờ. Đây chỉ là một cái mô hình để giúp chúng ta tưởng tượng ra, à, hóa ra thằng JavaScript nó có mấy thành phần như này để giúp mình làm cái việc xử lý bất đồng bộ. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ đọc qua về cách xử lý bất đồng bộ trong JavaScript bằng các cái hàm callback. Được chưa? Thì về nguyên lý trong thằng JavaScript nó có rất nhiều cách khác nhau để có thể là xử lý bất đồng bộ. Ví dụ chúng ta sử dụng hàm callback trong cái môn này chúng ta học. Chúng ta sử dụng promise, thì cái promise này nó có từ năm 2015, tức là cái này nó mới có chứ nó không phải là có từ lâu rồi, giống như thằng callback là có từ lâu rồi. Nhưng mà với promise thì chúng ta mới có từ năm 2015. Sau đấy đến ra ES7, tức là khoảng năm 2017, thì chúng ta có sử dụng được thêm cái tính năng của Async Await, à ES6, cái này chắc là 2016. Thì của Async Await, thì đây là một cái tính năng nâng cao của thằng của cái promise lên, thì chúng ta code nó tường minh hơn so với cái cách cũ. Tóm lại là callback là có xử lý được, promise cũng xử lý được, Async Await cũng xử lý được. Tuy nhiên cái thằng này thì nó rất tù, đến thằng này thì nó đỡ tù hơn. Đến thằng này thì nó được phân tách ra rất là rõ ràng, cái nào là hàm bất đồng bộ, cái nào là hàm chờ cái việc bất đồng bộ xử lý xong thì xử lý. Thì đấy là cái Async Await. Thì cái này trong cái môn này tôi sẽ không đề cập đến. Tôi sẽ có, nếu mà các bạn cần thì tôi có thể cung cấp link để cho các bạn đọc về cái Async Await này. Thực ra nó cũng không quá khó, nhưng mà trong cái môn này, bởi vì những cái khóa slide này là dùng cho khóa 15.3 chứ không phải là dùng cho khóa 14 của chúng ta. Do đó là nếu mà bây giờ tôi dạy thì nó sẽ dẫn đến cái việc là sau này, hoặc là tôi đưa cái kiến thức của Async Await vào đây, thì dẫn đến sau này là những cái môn khác của lứa 15.3 thì nó lại bị dẫn lên nhau, cho nên tôi không đưa vào trong cái nội dung kiến thức của môn GS nâng cao này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cách sử dụng bất đồng bộ, xử lý bất đồng bộ với callback. Thì ở đây trong cái lập trình của chúng ta thì cái khái niệm callback là một đoạn code chạy được, thường là một cái hàm A được sử dụng như một tham số truyền vào hàm B. Đây nó giống như này, đây là một thể hiện của callback. Đây chính hàm filter mà chúng ta mới học hôm trước. Đây cái đoạn này thì người ta gọi là callback, từ cái function này.
Thì ở đây chúng ta đáng lẽ là có cái hàm arr.filter này đóng mở ngoặc thể hiện nó là một cái hàm, đúng không ạ? Thì ở trong, ở thường thường ở giữa hai cái ngoặc tròn thì nó sẽ là tham số, đúng không ạ? Tuy nhiên tham số thường thường các cái ngôn ngữ khác chúng ta học, tham số nó thường là một cái biến hoặc một cái giá trị hoặc một cái biểu thức, đúng không ạ? Tuy nhiên ở trong cái JavaScript này nó cho phép sử dụng cái một cái hàm, viết thẳng hàm vào trong đấy nhé, một cái hàm là tham số cho một hàm khác. Thì ở đây chúng ta có hàm A làm filter, hàm B làm function. Thì hàm B này nó là hàm vô danh, nó là tham số của cái hàm filter. Được chưa? Thì đấy, cái này người ta gọi là callback. Được chưa? Tiếp theo, các cách để sử dụng các hàm callback này. Được chưa? Sử dụng hàm callback thì dễ lắm, nó có hai cách. Cách thứ nhất là dùng như trên này. Đây, như này. Thì đây ấy, cái tên cái hàm này do nó không có tên. Không có tên, đáng lẽ đằng sau chữ function này thì phải có tên hàm xong rồi đến tham số, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây cái hàm nó không có tên cho nên người ta gọi đây là hàm vô danh, anonymous function. Được chưa? Tiếp theo, cách thứ hai là sử dụng một hàm đã được đặt tên, giống như này. Tôi có một cái hàm là get odd number. Được chưa? Thì trong cái hàm này tôi cứ return ra cái true phone thôi. Được chưa? Return ra cái true phone của cái number được truyền vào. Thì ở đây tôi sẽ gọi cái arr.filter của cái get odd number, tức là cái gọi cái hàm này đưa vào đây, gọi thẳng tên hàm thôi, không phải làm gì thêm. Được chưa? Thì đây là cách thứ hai để sử dụng callback. Tiếp theo là cách để tự định nghĩa ra một cái hàm callback. Thì ở đây tôi đưa vào đây để giải thích cho chúng ta là cái đoạn mà filter kia ấy, nó viết kiểu gì, nó làm sao nó viết được cái hàm filter đấy mà chúng ta chỉ có thể nhận được cái tham số là một cái hàm. Thì chính chúng ta cũng làm được cái việc đấy, chứ không phải là cứ phải chờ đợi người nào làm giúp chúng ta. Thì ở đây các bạn xem cái hàm này của tôi nhé. Được chưa? Tôi có một hàm là get name callback. Được chưa? À đâu, tôi có một cái hàm này trước chứ, hàm này trước, hàm test function. Được chưa? Tôi nhận một tham số tên là callback. Dạ, tên làm hôm nữa cái hàm test function ấy thì nó nhận tham số là callback. Các bạn tất nhiên là các bạn có thể đặt cái từ khóa khác được, không nhất thiết phải đặt cái từ callback đâu nhá. Thì ở trong này chúng ta có, nếu cái tham số callback được truyền vào thì chúng ta viết thẳng cái tên callback đấy với thêm một cặp dấu ngoặc tròn nữa. Được chưa? Và chúng ta khi mà chúng ta định nghĩa hàm ấy, mà trong cái hàm đấy được gọi tên cộng với dấu ngoặc tròn thì là thể hiện là cái hàm đấy được thực thi, đúng không ạ? Được thực thi. Thì ở đây tôi đơn giản có như sau. Test function tôi gọi đến hàm get callback name. Được chưa? Tôi gọi đến hàm get callback name. Và cái biến name ở đây tôi viết là Trần Thị Loan. Được chưa? Thì get callback name thì nó là cái này, đúng không? Alert a hello your name. Được chưa? Thì ở trong cái hàm này thì tôi sẽ tiến hành là khi cái hàm test function được gọi thì tôi bê cái hàm này vào trong cái đoạn này. Thì nó ý nghĩa là nó thực thi cả cái hàm get callback này với cái tham số là cái name mà chuyển vào đây. Được chưa? Thì cái nó sẽ alert ra là hello Trần Thị Loan. Được chưa? Hello Trần Thị Loan luôn. Được chưa? Thì đây là cái cách chúng ta có thể tạo ra được một cái hàm callback. Được chưa? Một cái hàm mà nhận cái hàm khác làm tham số truyền vào. Thì đây là cách chúng ta định nghĩa ra. Được chưa? Tiếp theo, cách xử lý bất đồng bộ trong JavaScript mà sử dụng callback thì ưu điểm của callback là, thứ nhất nó là cái mô hình dễ hiểu. Bởi vì nhìn cái biết nó thực thi cái gì trước cái gì sau rồi. Cái thứ hai là dễ triển khai. Dạ. Còn cái nhược điểm của cái callback này là gì? Là rất dễ xảy ra cái tình huống các hàm callback lồng nhau dẫn đến trạng thái callback heo. Thì cái callback heo tóm lại là các bạn hãy thử tưởng tượng nó có một cái hình ấy, có cái hình dạng giống như này. Đây là callback heo. Đây, ví dụ như như này gọi là callback heo. Đấy,
cứ là lồng hàm trong hàm, lồng hàm trong hàm. Đây nó như này. Đấy. Thì nó làm nó dần dần nó sẽ hình thành một cái hình tam giác ở phía trong này. Nó cứ sâu dần. Đến lúc đấy cái việc đọc code của chúng ta, nếu mà bạn nào đã từng đi đọc code của người khác thì các bạn sẽ cực kỳ hiểu cái tâm trạng của những cái người mà đọc những cái đoạn code nó như thế nào. Nhìn rất là kinh khủng. Thì đây nó gọi là code back heo. Đó. Do đó là chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta cứ lạm dụng cái code back dẫn đến cái tình trạng code back heo, chúng ta sẽ rất khó khăn khi mà sửa lỗi. Tiếp theo là chỉ có thể truyền một code back cho một sự kiện nhất định, điều này có thể là một giới hạn lớn trong nhiều trường hợp. Tức là nếu mà như bình thường ấy thì chúng ta chỉ truyền một hoặc hai hoặc ba, tức là chúng ta chỉ truyền vào một hàm trong một tham số thôi. Dạ. Thì nó tóm lại là nó vẫn chạy được, nhưng mà nó không phải là cái giải pháp tối ưu. Do đó là người ta phải tìm cái cách nào đấy để loại bỏ code back này đi để cho chúng ta xử lý nó dễ hơn. Được chưa? Đây, ví dụ tôi có một cái ví dụ như này. Thì các bạn sẽ xem. Đọc qua nhé và tôi sẽ giải thích. Được chưa? Đầu tiên tôi có một cái hàm là do homework. Được chưa? Do homework. Cái hàm này thì tôi có một cái nhận hai tham số là subject và code back. Trong cái hàm này tôi thực thi là môn đang học là bằng giá trị của subject và score là bằng một cái tham số thứ hai là điểm đạt được sau khi tôi thực thi cái tôi học xong cái môn đấy, cái điểm đạt được của tôi là bao nhiêu. Được chưa? Sau đó tôi gọi tiếp đến cái hàm thứ hai, hàm xử lý thứ hai, và tôi truyền vào cái hàm thứ hai này hai tham số nữa là môn đang học và điểm của cái môn đấy. Được chưa? Thì ở trong cái hàm thứ hai tôi xử lý tiếp là score 5 cái gì gì đấy. Được chưa? 5 thì là học đủ điều kiện qua môn. Từ 5 đến 7 thì là học lực trung bình. Được chưa? Đây là không đủ điều kiện qua môn này. Đây là học lực trung bình, học lực khá, học lực giỏi. Thì với cái bài toán này các bạn sẽ thấy một cái điều ấy. Đó là các chúng ta có rất nhiều alert. Đúng không ạ? Có rất nhiều alert và có rất nhiều cái xử lý. Nhưng mà ở đây chúng ta yêu cầu là cái alert này và cái prompt, cái đoạn cuối cùng này thì nó phải nhận được cái sự kiện, được cái kết quả mà chúng ta làm ở phía trước thì chúng ta mới chạy được. Được chưa? Chứ còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta dùng cứ thế mà làm ấy thì chưa chắc cái này nó đã hiển thị đúng. Để tôi thử một cái ví dụ. Đây tôi sẽ tạo ra một cái thư mục mới gọi là lesson 7. Để sau này tôi có một cái callback.html. Tôi có alert 1. Tôi có alert là nhập môn học. Đúng nhỉ? Môn đang học cộng với lại và subject bằng toán. Dạ, thì ở đây chúng ta cộng với lại cái subject. Dạ, sau đó chúng ta có và score bằng from của cái điểm bằng bao nhiêu nhập vào đây. Sau đó chúng ta alert ra là môn đang học hai chấm cộng với subject cộng với điểm của bạn là hai chấm cộng với score, tự như vậy. Dạ. Thì bây giờ chúng ta chạy thử xem là nó có chờ nhau hay không. Thực ra cái ví dụ này tôi viết vào đây nó cũng chỉ là để demo cho callback thôi, chứ nó không hoàn toàn là để giải quyết cái câu chuyện là phải cái này xong trước cái kia xong sau. Để học toán này 23 10 điểm đây, học toán thì cái này nó chưa hẳn là giải quyết cái việc là cái thằng đằng sau phải chờ, nó có thể chạy trước cái thằng đằng trước, cái này không hẳn giải quyết cái vấn đề đấy. Thì tôi chỉ demo cho một cái câu chuyện là để đảm bảo chúng ta là các cái hàm của chúng ta demo được cái việc là cái callback này, à, cái hàm này nó đảm bảo cái việc là nó chạy sau cái hàm do homework và nó là callback cho cái hàm này. Có thế thôi, được chưa?
Thì ở đây chúng ta nó sẽ output ra như sau. Môn đang học là toán này. Điểm đạt được theo hệ số 10 các bạn điền vào đây là điểm 9 này. Sau đó là nó sẽ xét ra cho các bạn được là cái điều kiện qua môn của các bạn là bao nhiêu điểm. Được chưa? Thì đấy nó là cái demo của cái phần quick này. Tức là ở đây tạm thời chúng ta chưa xử lý cái việc bất đồng bộ gì cả, mà chúng ta chỉ demo với nhau là cái việc là sử dụng callback để làm cái gì thôi. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta thực sự cần cái việc dùng callback để xử lý cho một cái action nào đấy thì tôi sẽ làm cái demo sau, trong buổi sau để gửi chúng ta. Được chưa? Rồi, tổng kết thì chúng ta tự đọc ở đây nhá. Thì tóm lại cái bài này ấy, cái phần bài này thì chủ yếu là giới thiệu cho chúng ta cái khái niệm gì gọi là callback và khái niệm như thế nào gọi là đồng bộ và bất đồng bộ. Nó chỉ đơn giản đấy thôi, chứ nó chưa có cái gì đi sâu vào cái việc là sử dụng callback để xử lý cho bài toán bất đồng bộ. Cái đấy là của bài sau, của phần 2. Được chưa? Thì về nhà các bạn đọc lại cho tôi slide này một lần nữa, và đọc nếu mà được thì các bạn đọc tiếp cho tôi cái phần promise. Được chưa? Cái phần promise để giúp chúng ta có thể là hiểu sâu hơn về cái việc là bỏ cái callback đi và xử lý bất đồng bộ, cái bài toán bất đồng bộ nó như thế nào. Thì đấy là cái việc mà các bạn có thể về nhà các bạn làm. Còn cái phần bài này ấy, thì chưa cần các bạn phải làm lab nhé, chưa cần các bạn phải làm lab. Lab thì sau khi chúng ta học xong cái phần 2 rồi chúng ta sẽ quay lại chúng ta làm lab thêm. Được chưa? Thì đấy là cái bài ngày hôm nay của chúng ta. Một là luyện tập về cái bài 3, cũng như là bắt đầu sang bài 4 một chút về bất đồng bộ, đồng bộ và về cái khái niệm về callback, cũng như là một vài cái ví dụ nhỏ nhỏ về callback. Tất nhiên bài tập về callback ở trong bài lab của tôi ấy, thì nó cũng không dễ. Đến tôi làm ra tôi cũng thấy nó không dễ. Nên là các bạn từ từ, đừng phải vội, cứ từ từ thong thả. Nếu mà bạn thích làm thì cứ làm trước thôi. Nhưng mà trong cái đống này không hề dễ, nên là từ từ cũng làm. Được chưa? Bài nào càng khó tôi càng cho ít bài. Ví dụ như đây, bài này có một bài này, hai bài này, ba bài này. Đấy, các bạn thấy không? Dần dần các cái bài trong cái bài mới lát này nó càng ngày nó càng khó lên. Do đó là tôi càng ngày tôi càng cho các bạn ít bài đi. Để bởi vì các bạn chắc chắn sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn khi mà làm các bài lát thì sau. Đó. Thì nhớ nhá, về đọc cho tôi cái khái niệm về promise trước đi. Sau đấy chúng ta sẽ buổi sau chúng ta sẽ xử lý các bài toán bất đồng bộ. Ok, thì chúng ta sẽ điểm danh EAP. Rồi, điểm danh nhá. Đăng Trung có đây không? Văn Ánh, Hữu Tú, Bùi Văn Nam, Tạ Bích Thảo, Bùi Văn Nam này, Tạ Bích Thảo có không ạ? Văn Thành, Trung Hiếu, Huy, Phan Viết Tú, Phan Tuấn Anh, Trần Thị Yên, Thu Hoài có làm gì? Có Thu Hoài đây, Trần Thị Yên không có này, Vũ Duy Đăng rồi, Việt Hoàng, Vũ Dũng, Ngọc Anh, Lê Anh Tiến, Đỗ Anh Thái, Bá Tú, Duy Hiếu, Vũ Đức Hải. Bá Tú này, ok này. Vũ Đức Hải, Phan Ngọc Quang, Quang có không? Văn Khương không có luôn. Hoài Thu ok này. Trung Nam, Văn Quang, Trần Văn Quang, Văn Thi, Đinh Văn Thi, Lê Đình Vinh, Lê Bá Quốc. Bà Quốc vắng luôn. Đức ở đây, Bà Quốc đây, Đức Thuận, Công Tuấn, Bá Hưng,
Thanh Lâm, Trọng Toản, Trọng Toản, Thanh Vinh, Đinh Công Tuấn Anh, Đông Đại. Cậu ấy, cậu đứa thì nó mới... Cũng Quang Đại, ok này. Vương Chí Hiệp, Lê Đức Huy. Có. Chát lên em ơi, không có một. Em nhập. Nguyễn Tiến Tuân, Lê Đức Huy ok này. Tiến Tuân có không? Cao Thế Tung, Tung không có luôn. Phạm Minh Hiếu, rồi. Những bạn sau vắng này, à, Trần Thị Yên. Em có đấy ơi. Tại sao bây giờ mới trả lời? Lúc nãy em nhờ cái tour nó bảo ấy. Em đi với mình nhé. Đỗ Anh Thái vắng này, Đức Hải, Ngọc Quang, Văn Khương và Trọng Toản, Tiến Tuân, Thế Tung. Đấy là điểm danh buổi hôm nay. Rồi, chúng ta nghỉ nhá. Chào các bạn. Hôm nay buổi sau.